có tình huống quá rồi, nhưng nó là chưa đủ đối với Cam Văn Tuân. Có tình huống quá siết rồi và chắc chắn Cam Văn Tuân vẫn rất khỏe. Cam Văn Tuân vẫn chưa chịu thua. Võ sĩ núi rừng đang thể hiện được sự ly lợm của mình, rất căng thẳng. Còn trong khi đó, hãy cùng đến với lại một cái lực quá siết của Bùi Trọng Minh. Chỉ còn lại 10 giây cuối của hiệp 1 mà thôi. Và chúng ta sẽ đến với hiệp đấu đầu tiên của Mù Trọng Vinh đối đầu với Cam Văn Tuân. Có hai võ sĩ thuần Muay Thái đang thi đấu MMA với nhau. Và để coi cái cách tiếp cận đối với lại hai võ sĩ chúng ta sẽ là như thế nào đây. Ban đầu là những tình huống thăm dò đến từ Cam Văn Tuân. Như vậy là cảm giác như là cả hai sẽ phân định thắng thua bằng sở trường của họ là Muay Thái. Vẫn tiếp tục là những tình huống đánh đứng. Cam Văn Tuân là một võ sĩ có nền tảng Muay Thái rất tốt. Còn Mù Trọng Vinh, võ sĩ đến từ No One Muay Club, nơi mà Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ trực tiếp chỉ dạy cho Mù Trọng Vinh. Đây chắc chắn sẽ là trong những cái ván thi đấu cực kỳ hấp dẫn. Liên tiếp là những tình huống Phan Ông Đồng và sau đó đấm trái phải của Trọng Vinh. Tình huống đấm rất chính xác đến của cả hai võ sĩ. Và họ đang thi đấu với gặp gắng bố nào khác với bộ môn cưới tái thường này. Rất bất ngờ, Mù Trọng Vinh đang có một tình huống bốc chân đồi đối với Cam Văn Tuân. Cam Văn Tuân chia sẻ với chúng tôi là anh mới chuyển qua thi đấu bộ môn MMA gần đây và anh mới tập địa chiến chắc chỉ được một tháng thôi. Wow, để coi một tháng vừa qua thì liệu rằng có tích lũy được nhiều kinh nghiệm hay không đây. Trọng Vinh thì đang cố gắng để có thể đưa cái hông của mình thoát ra khỏi những tình huống kẹp chân của Cam Văn Tuân. Người đồng đội Lưu Đức Mạnh của Mù Trọng Vinh cũng đã kết thúc trận đấu bằng một tình huống knock out kỹ thuật bằng nó quá siết. Liệu Mù Trọng Vinh có làm được điều đó hay không? Đừng quên rằng những võ thủy sĩ Mây Thoái họ rất mạnh ở trong những cái đòn chỏ, đặc biệt đó chính là những đòn chỏ nằm. Chúng ta nghe rất rõ những hơi thở của Mù Trọng Vinh trong những tình huống chỏ nằm của mình. Ban huấn luyện của cả hai cũng đưa ra những chỉ đạo cho võ sĩ của mình. Vẫn tiếp tục là tư thế kìm kẹp của Mù Trọng Vinh đối với Cam Văn Tuân. Vẫn chưa thể lấy được bụng của Cam Văn Tuân. Vẫn là một tình huống kẹp cổ đến từ bên phía của Cam Văn Tuân. Cú búa rất chính xác của Mù Trọng Vinh đầu của Cam Văn Tuân. Và bây giờ thì Cam Văn Tuân đang phòng ngự lại Mù Trọng Vinh trong tình huống đánh nằm này. Vẫn chưa thể có tình huống đứng dậy đến từ Cam Văn Tuân. Trong khi đó thì Bùi Trọng Vinh đang cố gắng để có thể tìm góc. Trên màn ảnh của bạn đó chính là những chỉ đạo đến từ Nguyễn Trần Duy Nhất. Cú búa rất chính xác của Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh đang có một thế trận mà anh đang làm chủ được hoàn toàn trong những tình huống địa chiến của mình. Tiếp tục là một cái góc giả búa cực kỳ khó chịu của Trọng Vinh. Chỏ trái tốt của anh ta. Cam Văn Tuân có vẻ đang lúng túng trong những tình huống chống trả lại những đòn đánh của Mù Trọng Vinh. Cam Văn Tuân chỉ đang cố để đẩy chân của Trọng Vinh ra để Trọng Vinh không thể tiếp cận vào mình. Và bây giờ là một tình huống đứng dậy chính xác của Cam Văn Tuân. Nhưng ngay lập tức Mù Trọng Vinh tiếp cận và có một tình huống bốc chân đồi đối với Cam Văn Tuân. Liệu rằng có bốc chân đồi được không đây? Cam Văn Tuân cũng đã phòng vệ thành công và cả hai sẽ quay trở lại với một cái thế đánh đứng. Rất hấp dẫn là những diễn biến ở hiệp thi đấu đầu tiên cuộc đối đầu giữa Cam Văn Tuân và Mù Trọng Vinh. Liên tục là những tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ. Cam Văn Tuân đang dần lấy lại được thế trận của mình trong những tư thế đánh đứng. Điểm mạnh của Cam Văn Tuân là những tình huống đấm và phá trụ. Màu sắc mây thoại đã được thể hiện. Bùi Trọng Vinh quyết định là thay đổi cái lối chơi của mình. Vẫn tiếp tục là một tình huống ý đồ đưa Cam Văn Tuân thành công xuống sàn đến từ Mù Trọng Vinh. Rất nhiệt huyết. Tiếp tục sẽ là một cái thế trận kim kẹp đến từ cho cả hai võ sĩ. Mù Trọng Vinh đã lấy được lưng của Cam Văn Tuân rồi và anh đang cố gắng có những tình huống giã búa để tay của Cam Văn Tuân bật ra để có một tình huống quá siết. Và tiếp tục là một tình huống đưa tay vào nữa của Mù Trọng Vinh. Đang chuẩn bị vào thế khóa siết cổ của Mù Trọng Vinh. Rất bất ngờ khi những võ sĩ của đến từ No One Club lại đánh nằm tốt đến vậy. Đã có một tình huống siết của Mù Trọng Vinh. Tôi đã thấy hai tay của anh ta đã đưa vào cổ của Cam Văn Tuân rồi. Có tình huống quá rồi, nhưng nó là chưa đủ đối với Cam Văn Tuân.
có tình huống quá siết rồi và chắc chắn Cao Văn Tuấn vẫn rất khỏe. Cao Văn Tuấn vẫn chưa chịu thua. Võ sĩ núi rừng đang thể hiện được sự ly lợm của mình, rất căng thẳng. Còn trong khi đó hãy cùng đến với lại một cái lực quá siết của Bùi Trọng Vinh. Chỉ còn lại 10 giây cuối của hiệp 1 mà thôi. 10 giây và Cao Văn Tuấn sẽ thoát nguy hiểm thành công. Tình huống siết của Bùi Trọng Vinh, cùi trò chưa vào thế, thoát thua ngoại mục của Cao Văn Tuấn. Võ sĩ núi rừng Cao Văn Tuấn đến từ Sài Gòn Super Club quá ly lợm. Cũng chính xác là như vậy, chúng ta cũng đã thấy được cái độ ly lợm của Cao Văn Tuấn như thế nào ở trong những diễn biến của hiệp thi đấu đầu tiên. 10 giây cuối cùng và anh ta không để cho Bùi Trọng Vinh có thể knock out kỹ thuật bằng một đòn hóa xích. Rất ly lợm đúng không nào anh Tùng Anh, khi mà chúng ta có thể thấy như cả hai. Đưa ra một cái lời nhắc rằng chúng tôi không chỉ mạnh về bày thoại, chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất nhiều về những cái tư thế địa chiến. Là một sự tiến bộ, tôi đánh giá là một sự tiến bộ đến từ cái cách tiếp cận của những võ sinh của võ đường No. 1 My Club. Bên cạnh đó, nói về những lời khen thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được cái mức độ ly lợm của Cao Văn Tuấn. Hãy nhìn về sự ly lợm của anh ta, Cao Văn Tuấn, ở bảng thi đấu đầu tiên đó. Và chúng ta hãy cùng đến với lại những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Đã có một màn thoát tua ngoại mục của Cao Văn Tuấn ở những giây phút cuối cùng trước đòn siết sau của Bùi Trọng Vinh. Và bây giờ hai võ sĩ đang trở lại với tư thế đánh đứng sở trường của mình. Cú đấm siêu nhân đến từ Cao Văn Tuấn. Cao Văn Tuấn đang cho thấy được sức khỏe tốt khi anh vừa trải qua những tình huống kìm kẹp của Bùi Trọng Vinh, nhưng đang chảy một màn trình diễn rất hay ở hiệp thi đấu thứ hai này. Xoay người đá cao cực kỳ có ý đồ. Thể lực của Cao Văn Tuấn có lẽ như là điểm mạnh của anh ta. Trong tôi đã xem rất nhiều những trận đấu của Cao Văn Tuấn rồi, và võ sĩ núi rừng càng đánh càng khỏe anh Linh ạ. Wow, liên tiếp là những tình huống ăn miếng trả miếng đến từ hai võ sĩ. Và tiếp tục là một tình huống bắt chân đôi nữa của Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh có lẽ muốn giải quyết Cao Văn Tuấn ở dưới mặt sàn. Sẽ là một tình huống cố gắng để có thể ghi bụng của Bùi Trọng Vinh. Trọng tài đang yêu cầu hai võ sĩ phải lui vào trong, không dính dây đài. Rất căng thẳng. Cả hai võ sĩ chúng ta đều đang cố gắng được cái này hít thở. Cộng kèm với đó là những tình huống đấm móc, chỏ trái tốt của Bùi Trọng Vinh. Vẫn tiếp tục là những tình huống kim kẹp của Bùi Trọng Vinh đối với Cao Văn Tuấn. Cao Văn Tuấn có lẽ là kinh nghiệm đánh đất của anh không nhiều bằng Bùi Trọng Vinh. Liên tiếp là những tình huống đòn chỏ tầm gần của Bùi Trọng Vinh. Và điều này nó khiến cho Cao Văn Tuấn phải đổi vị trí đầu của anh ta mà thôi. Cố gắng đưa đầu cao lên để có thể né khỏi những tình huống đầu chỗ đó. Nhưng sự vùng vẫy của Cao Văn Tuấn là rất khỏe. Anh rất khỏe trong những tình huống vùng vẫy của mình. Anh đang muốn cố gắng đẩy cái hông lên để thoát khỏi ngồi phun bụng đến từ Bùi Trọng Vinh. Chỗ tâm gần cực kỳ uy lực của Bùi Trọng Vinh ở trong ít phút vừa qua. Và tiếp tục là những cú đè đánh của Bùi Trọng Vinh. Cao Văn Tuấn phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn thoát khỏi tình huống này. Sự chủ động đang nghiêng về cho bên phía của Bùi Trọng Vinh. Cao Văn Tuấn đang cố gắng lật lưng mình lại, nhưng bây giờ anh đã phải chịu những cú giã búa đến từ vị trí của Bùi Trọng Vinh. Bắt đầu đang có dấu hiệu xây được rồi. Rùa thành công rất hay. Hai võ sĩ trở lại với tư thế đánh đúng. Rất ly lợm ngay sau khi trở về vị trí đánh đúng. Cú đấm chính xác của Cao Văn Tuấn. Bùi Trọng Vinh đang không thực hiện được ý đồ của mình khi muốn giải quyết Cao Văn Tuấn ở dưới mặt sàn. Và hãy nhìn về cái độ ly lợm của Cao Văn Tuấn kìa. Và một lần nữa Bùi Trọng Vinh lại đưa Cao Văn Tuấn xuống sàn.
Có lẽ nhiều có thể thấy như Bùi Trọng Vinh đã tiếp cận chiến thuật cực kỳ tốt ở trong cái hiệp thi đấu thứ hai này. Đánh đứng đang được đánh giá là thế mạnh của Cao Bá Thuần. Bùi Trọng Vinh không muốn điều đó xảy ra. Và đây sẽ là giây phút mà Bùi Trọng Vinh tích được cho mình những số điểm từ những tình huống đè đánh của mình. Hai võ sĩ đang rất sát với dây đài. Trọng tài đang điều khiển trận đấu để hai võ sĩ thoát khỏi dây đài. Ở đầu của Cao Bá Thuần cũng đang gối vào dây đài rồi. Bùi Trọng Vinh đã lên bụng được rồi. Sẽ tiếp tục là những cái tình huống đòn chỏ tầm gần của Bùi Trọng Vinh. Cao Bá Thuần biết được rằng vị trí của mình anh ta đang gặp nguy hiểm. Bùi Trọng Vinh vẫn đang tiếp tục gây sức ép lên phần bụng của Cao Bá Thuần. Anh không muốn cho Cao Bá Thuần thoát khỏi công sức mà đưa mình xuống đài. Những nỗ lực rất đáng khen ngợi của Cao Bá Thuần. Có thể thấy như nền tảng thể lực đang được phát huy đến từ chiến binh núi rừng. Cao Bá Thuần anh rất khỏe. Đã có một tình huống xoay lưng rùa tiếp theo của Cao Bá Thuần. Và nhưng mà tay của Bùi Trọng Vinh đang luồn vào cổ của Cao Bá Thuần rồi. Liệu rằng có vào cái thế khóa xiết đến từ Bùi Trọng Vinh hay không đây? Lại một kịch bản giống như hiệp đấu trước khi Cao Bá Thuần đang khóa xiết. À, khi Cao Bá Thuần đang bị Bùi Trọng Vinh khóa xiết thưa quý vị. Đấm phải tốt của Bùi Trọng Vinh. Với những tình huống đấm phải đó thì Bùi Trọng Vinh đang có cái điểm số tương đối là tốt ở trong những giây phút vừa qua. Cao Bá Thuần vẫn đang phòng ngự tốt mà không để cho Bùi Trọng Vinh thực hiện được ý đồ của mình. Chúng ta chỉ còn lại 19 giây nữa mà thôi. Cao Bá Thuần tiếp tục xoay chuyển cái vị trí của anh ta. Cao Bá Thuần đã không để cho Bùi Trọng Vinh lấy lưng nữa. 10 giây cuối cùng. 10 giây cuối cùng này Cao Bá Thuần cũng đã có những cú đấm về phía Bùi Trọng Vinh. Wow, hết sức hấp dẫn. Hết sức hấp dẫn là những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai này. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa Roma Trừng và Bùi Trọng Vinh. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Những tình huống phá trụ đang được Bùi Trọng Vinh đưa về phía của Cao Bá Thuần. Khi trở lại với tư thế đánh đứng thì Cao Bá Thuần thi đấu vô cùng tự tin và anh không ngán Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh vẫn đang tiếp tục muốn đưa ý đồ, đưa Cao Bá Thuần xuống đất, liên tục lấy những cú đá chính xác của Cao Bá Thuần. Bùi Trọng Vinh đổi kèo đấu để muốn đưa Cao Bá Thuần xuống sàn, nhưng Cao Bá Thuần đã đoán được ý đồ đó. Và bây giờ vẫn là những tình huống đi vào và có một tình huống bắt chân đôi của Bùi Trọng Vinh. Và Bùi Trọng Vinh tiếp tục đưa Cao Bá Thuần xuống sàn. Từ bên phía của Bùi Trọng Vinh, liên tiếp là vật Cao Bá Thuần xuống sàn để có thể tạo ra những cái góc chỗ tâm gần của mình. Và lần này thì không dễ cho Bùi Trọng Vinh, anh chưa lấy được bụng của Cao Bá Thuần.
Và bài toán này sẽ được giải như thế nào đến từ cho Kaba Thuần. Kaba Thuần cũng đang ôm rất chặt Mùi Trọng Vinh rồi. Anh không muốn Mùi Trọng Vinh lên bụng. Mùi Trọng Vinh rút chân ra. Hai võ sĩ đã đứng được lên. Liên tục là một tình huống chuyển đổi vị trí liên tục. Một tình huống vô đứng lên cao của Kaba Thuần thì ngay lập tức Bùi Trọng Vinh sẽ vứt ngã anh ta xuống. Góc chỗ phải của Kaba Thuần ngay lập tức cũng có tình huống phản công cho Bùi Trọng Vinh. Và vẫn là những tình huống áp lực của Bùi Trọng Vinh dưới sàn đối với Kaba Thuần. Mặc dù đang nằm nhưng hãy nhìn về cái độ uy lực trong những cái đòn chỏ phải của Kaba Thuần. Rất nhiều những cái lời chỉ đạo đến từ bên phía của ban huấn luyện của cả hai. Vẫn chỉ là những tình huống địa chiến và hai võ sĩ vẫn chưa thể một tình huống khóa hay vẫn chưa thể ra những tình huống dạ búa về phía của nhau. Chỏ đã được Kaba Thuần sử dụng. Thể lực của hai võ sĩ đã tụt rồi. Đây có lẽ như chỉ là những tình huống cố gắng để có thể có vị trí đẹp nhằm tung ra những cái pha chỏ búa mà thôi. Nhưng trong tư thế nằm thì các bạn có thể thấy Kaba Thuần cũng có những tay chỏ phải cực kỳ chất lượng. Vẫn tiếp tục là áp lực của Mùi Trọng Vinh và Kaba Thuần đang làm tốt hơn ở hiệp thi đấu này. Cứ anh giữ cho đối thủ không lên được bụng mình. Và anh đang phản lại bằng những cú chỏ về phía Mùi Trọng Vinh. Mùi Trọng Vinh cũng đang đưa những cú đánh của mình về phía Kaba Thuần. Tiếp tục là muốn có vị trí cao hơn của Mùi Trọng Vinh. Kaba Thuần né rất khéo cái đòn đấm tay phải của Bùi Trọng Vinh. Có lẽ như cuộc chiến của ông ta sẽ là cuộc chiến tầm gần mà thôi. Rất khó để cho Bùi Trọng Vinh lên được bụng của Kaba Thuần nữa. Võ sĩ núi rừng đang thể hiện mình là một võ sĩ dồi dào thể lực đến như thế nào. Chính xác là như vậy, khi mà chúng ta có thể thấy rằng cái yếu tố về mặt thể lực đang giúp cho Kaba Thuần chống đỡ cực kỳ tốt. Kaba Thuần mới chỉ tập đánh nằm một tháng thôi nhưng anh đang thể hiện không tệ tại GMA. Bùi Trọng Vinh là người có kinh nghiệm MMA nhiều hơn nhưng đang gặp vô số những vấn đề đối với Kaba Thuần. Rất khó để có một tình huống kết thúc Kaba Thuần dưới sàn. Và bây giờ hai võ sĩ đứng lên. Bùi Trọng Vinh không cho Kaba Thuần đứng lên, lại có một tình huống bốc chân đôi nữa. Tiếp tục nằm xuống nữa rồi. Tiếp tục làm cái thế địa chiến dành cho bên phía của Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh đã tiếp cận phải nói là cực kỳ tốt. Anh ta biết rằng cái điểm mạnh đến từ chiến binh núi rừng. Anh ta luôn đưa thế trận vào cái thế địa chiến. Và tiếp tục là những tình huống địa chiến, những cú búa đang được tung về phía của nhau. Đây cũng là một khoảng nghỉ để cho các võ sĩ để họ tính toán ra những đòn khóa để kết thúc trận đấu. Thời gian của hiệp thi đấu thứ ba không còn nhiều nữa. Sẽ tiếp tục là những diễn biến như thế nào đây? Bùi Trọng Vinh đang cố gắng để có vị trí đẹp hơn nhưng Kaba Thuần nền tảng về thể lực của anh ta vẫn đang giúp cho Kaba Thuần không vẻ tốt. Và 10 giây cuối cùng cho những nỗ lực của hai võ sĩ. Hết giờ, đấu đã kết thúc. Một trận đấu rất đáng khen ngợi. Xin một tràng pháo tay thật là lớn dành cho hai võ sĩ của chúng tôi, Kaba Thuần và Bùi Trọng Vinh. Và chúng ta cũng hồi hộp chờ đợi kết quả của trận đấu này. Một trận đấu rất tuyệt vời. Có lẽ như đối với tôi, họ không còn là đơn thuần là một võ sĩ nữa anh Tùng Anh à. Họ thực sự là một chiến binh. Chiến binh máu lửa, chiến binh nhiệt huyết ở trên sàn đấu GMA Thần Võ Việt Nam. Và đây là một chiến thắng, một kết quả đồng thuận đến từ các trọng tài. Vâng, và chiến thắng đã thuộc về ai ạ?